Đang chiêu lắm mọi người ơi, đang hát. Cô Dung đang dắt bà qua đường. Bà, con thấy cái xe của bà không có bảng gì trơn vậy? Bà bán bánh này nữa nè, nó quen đâu. Bà bán bao nhiêu năm rồi? 3 năm. Mới 3 năm thôi. Bà đó, bà vô đây là bà đi nấu cơm từ thiện cho ông Trưng. À, nhà chợ của ở. Dạ. Ở nhà mình làm bột trong gia đình họ bổ. Dạ. Cô có đứa con gái này đeo cô, nó dạ. Hai đứa con. Cô bán gì cô cũng phụ rồi nó cũng khổ. Dạ. Cô phụ rồi chứ một mình dạ. Nó đâu có đủ sửa cái tiền trả không. Dạ. Tiền không, đồng nào đỡ đồng. Dạ. Mà cho anh dư giả tiền. Cô có cái bảng hiệu bánh dạ. Bông lan nè. Cái muốn nhưng mà nó bay giờ nên cô phải để vô này. Cái này cô tự vẽ mà cô vẽ cua còi quá. Bánh cô chú ơi, bánh cô chú anh chị ơi. Mình tối không thấy cô đâu hết trơn, đợi cô nãy giờ được 10 phút rồi đó. Đã thấy nhân vật xuất hiện. Rồi cô đi đâu vậy? Con tính vẽ lên xe luôn cho đẹp. Đâu có gì mất công đâu. Rồi trong lúc con vẽ là không có được nhìn nha. Rồi cứ ngồi yên một chỗ cho con. Rồi. Nãy con kêu tụi con là cái gì? Hiệp sĩ vẽ hè. Bữa nay có việc tranh mới là hiệp sĩ vẽ hè. Tiền gắn lên xe mà cái này là phải thu nhập vô đó. Dạ. Yeah. Không có vẻ miễn phí. Không thu phí đó. Rồi. Đồ cười tắt luôn. Nghe không biết đồ cười tắt. Không giờ giờ này đi về lá ăn uống đi. Từ chiều giờ quá chậm. Đánh chung lẹ. Từ 4 giờ đó nha. Dạ. Yeah. Con thu phí là một nụ cười thôi. Dạ. Yeah. Như đó thôi là đủ rồi. Con thu phí để mai mốt con làm tin con quay lại con bảo hành. Bảo hành có nghĩa là xài nó bị chóc, bị hư hay gì đó là con quay lại con vẽ cho bạn mới. Rồi, cảm ơn. Dạ, con vẽ tới khi nào mà không còn đi bán nữa thì thôi. Đó, có cái con nhỏ chị ơi, nó tới nó nói chúc mừng cho bà đó. Cái xe nó quá thẳng. Dạ. Con nhỏ này nè. Hôm nay hãy cùng bà hạnh phúc đi mẹ